Người bị bệnh tiểu đường nên ăn gì và nên kiên gì, người bệnh tiểu đường cần biết mình nên bổ sung thực phẩm như thế nào cho phù hợp, nên ăn gì và không nên ăn gì. Theo đó, những thực phẩm người bệnh tiểu đường nên ăn bao gồm nhóm đường bột, ngũ cốc nguyên hạt, đậu đổ, gạo còn vỏ cám, rau củ, được chế biến bằng cách hấp, luộc, nướng, hạn chế tối đa tráng, sao. Các loại củ như khoai sắn cũng cung cấp khá nhiều tinh bột nên nếu người bệnh tiểu đường ăn các loại này thì cần phải giảm hoặc cắt cơm, nhóm thịt cá, người bệnh tiểu đường nên ăn cá. Thịt nạc, thịt da cầm bỏ da, thịt lọc bỏ mỡ, các loại đậu đổ được chế biến đơn giản như hấp, luộc, áp chảo nhằm loại bớt mỡ, nhóm chất béo, đường, các thực phẩm có chất béo không bảo hòa được ưu tiên trong chế độ ăn của người bệnh tiểu đường như dầu đậu nành, vừng, dầu cá, mỡ cá, ô ly, nhóm rau người bệnh tiểu đường nên ăn rau nhiều hơn trong thực đơn của mình thông qua các cách chế biến đơn giản như ăn sống hấp luộc rau trộn nhưng không nên sử dụng nhiều loại sốt có chất béo hoa quả người bệnh tiểu đường cần tăng cường ăn trái cây tươi không nên chế biến thêm bằng cách cho thêm kem sữa hạn chế ăn các loại quả chín ngọt như sầu riêng hồng chín xoài chín cũng theo viện dinh dưỡng quốc gia Tỷ lệ giữa các thành phần sinh năng lượng trong bữa ăn hàng ngày của người bệnh tiểu đường được xác định cụ thể như sau sẽ rất tốt trong ổn định, điều trị bệnh. Protein, lượng protein nên đạt 1 đến 1,2 g/kg ngày đối với người lớn, tức là tỷ lệ này nên đạt tương đương 15 đến 20% năng lượng khẩu phần. Lipid, tỷ lệ chất béo nên là 25% tổng số năng lượng khẩu phần, không nên vượt quá 30% hạn chế các axit béo bão hòa, điều này giúp ổn định đường huyết, ngăn ngừa sơ vữa động mạch. Glucid, tỷ lệ năng lượng do glucid cung cấp nên đạt từ 50 đến 60% tổng số năng lượng khẩu phần của người bệnh tiểu đường. Nên chọn lựa loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như gạo lứt, bánh mì đen, yến mạch, các loại đậu nguyên hạt, người bệnh tiểu đường nên kiêng gì, để quá trình điều trị bệnh tiểu đường đạt kết quả tốt nhất, người bệnh tiểu đường cần hạn chế các loại thực phẩm sau, hạn chế ăn gạo trắng bánh mì, miếng, bột sắn dây, các loại củ nướng, hạn chế các thực phẩm chứa chất béo bão hòa, nhiều cholesterol gây nguy cơ tăng bệnh tim mạch. Không tốt cho sức khỏe nói chung và người bệnh tiểu đường nói riêng, người bệnh tiểu đường không nên ăn thịt lợn mỡ, phủ tạng động vật, da của da cầm, kem tươi, dầu dừa, các loại bánh kẹo ngọt, mứt, siro, các loại nước có ga, hạn chế tối đa các loại hoa quả sấy khô, mứt hoa quả, bởi loại này chứa một lượng đường rất cao không hề tốt cho sức khỏe người bệnh nguyên tắc trong ăn uống đối với người bệnh tiểu đường người bệnh tiểu đường nên ăn gì và không nên ăn gì cần tuân theo sự tư vấn chỉ định nhất định của bác sĩ bên cạnh đó cần biết và nắm rõ các nguyên tắc để tránh đường huyết tăng ngăn chặn và làm chậm các biến chứng của bệnh tiểu đường chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa trong ngày để tránh tình trạng đường huyết tăng đột ngột ăn uống điều độ đúng giờ không nên để tình trạng quá đói hoặc quá no không nên thay đổi quá nhanh và quá nhiều cơ cấu và khối lượng các bữa ăn hàng ngày cần vận động sau khi ăn tránh nằm ngồi một chỗ sau ăn dành thời gian tập luyện thể dục thể thao để đảm bảo sức khỏe hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường với những thông tin về chế độ ăn cho người bệnh tiểu đường ở trên hy vọng sẽ giúp người bệnh có một sức khỏe ổn định nhất